Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn, lại tiếp tục gặp lại quý vị các bạn trong một mùa hè rất là oi bức ở miền Bắc các bạn. Mấy hôm nay ở Hà Nội thì thời tiết rất là nắng nóng, đặc biệt là cái không khí nó rất là oi, gần như là các cơn mưa nó không có nên đâm ra cái khí hậu nó cảm thấy ở trong cái con người nó rất là bực các bạn, rất là oi bức. Và để bọn em thì cũng ngồi mà làm việc thì cũng rất là nóng, nên là cũng tranh thủ. Tranh thủ được tí nào thì chúng ta sẽ vệ sinh những chiếc đài để giới thiệu đến quý vị các bạn. Và em Tuấn thì mong muốn các bác đấy cũng như em Tuấn thì giao lưu trong cái hình thức vui vẻ, hòa đồng. Đấy, và bác nào đang có nhu cầu tìm những dòng đài radio cassette hoặc TV đen trắng thì hãy giao lưu với em qua số điện thoại cũng là số Zalo 0822 111 444. Đấy, các bác cứ kết nối Zalo thì em sẽ gửi ảnh cũng như là báo giá chi tiết cho các bác. Và bên em thì có 3 hình thức mua bán. Một là các bác có thể đến tận cửa hàng em trực tiếp tại nhà riêng của em cũng như là bên cửa hàng ở số 85 xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ở nhà em thì gần ngay cây xăng xã Hồng Sơn. Hoặc là bác nào ở xa thì có hai hình thức. Một là các bác có thể chuyển khoản đủ và em sẽ bao ship cũng như tặng thêm băng cho các bác. Hoặc là các bác có thể là chuyển cọc cọc trước 500, 1 triệu, 2, 3 triệu tùy theo cái số tiền giá trị theo đài, và số tiền còn lại thì các bác nhận đài thanh toán qua bưu điện qua hình thức COD, ship ship code đấy ạ. Thì em Tuấn lại phải mất thêm một số chi phí về phần thu hộ, nên em Tuấn chị sẽ tặng các bác ít phần quà hơn. Giả sử như hai chiếc đài thì em Tuấn hai chiếc băng thì em Tuấn sẽ tặng các bác một thôi, đúng không ạ? Hoặc là bác nào chuyển khoản đủ thì em Tuấn sẽ tặng thêm. Đó là chuyện bình thường các bác nhá. Đấy là những hình thức mà mua bán bên em. Và bên em thì còn rất nhiều các model đài khác, phân khúc từ hơn 1 triệu cho đến khoảng độ 20 triệu. Đó, đó là những cái phân khúc mà em Tuấn thường xuyên làm. Và đặc biệt phân khúc dưới 5 triệu thì em Tuấn sẽ thường xuyên làm nhiều hơn. Và trước mắt quý vị các bạn là một chiếc đài rất là quen thuộc, rất là thân thuộc với kênh điện tử Tuấn Thắng Video cũng như là người dân Việt Nam. Đặc biệt là những năm 1990, đây là một chiếc đài rất là huyền thoại, một chiếc đài của dòng Sony. Đó chính là chiếc đài Sony CFS710S các bạn. Dòng đài Sony 710 này thì có một cái form dáng dài này, to cao đấy, nhìn cũng rất là bề thế, rất là đẹp và độ bền của nó rất là bền như các bác nhá. Và có đầy đủ các chức năng đấy, cửa A, cửa B là băng cassette và cửa A lại có thêm cái chức năng auto revert này đó. Và radio thì FM AM, trong khi FM thì 108 đấy, đầy đủ đài và cổng, thêm cổng kết nối line in nữa. Cái cổng này thì các bác có thể mở rộng cắm các thiết bị phát nhạc, đầu đĩa này, đầu VCD hoặc là điện thoại, máy tính, TV, laptop hoặc là thiết bị thu Bluetooth nhá. Đấy, đều được hết. Đó là một cái chức năng cũng rất là hay. Và đây là một chiếc đài mà em Tuấn cũng mới sưu tầm được và cũng mới vệ sinh xong chiều nay và muốn giới thiệu đến quý vị các bạn. Và nhựa thì rất là đẹp các bạn. Đấy, hoàn thiện không bể dập, anten quai sách zin. Đó, và giá thì em đang giao lưu với giá là 2 triệu 600 ngàn đồng, bao ship toàn quốc nhá. Đấy, tặng các bác hai cuốn băng này, dây rắc đầy đủ cho các bác về chỉ việc chơi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì chúng ta xem thêm, nán lại xem thêm một xíu video nữa, em Tuấn sẽ test chi tiết này để cho các bác có thể là đánh giá được chiếc đài. Về phần thân vỏ em Tuấn sẽ quay rất là chậm, phần nóc loa bên trái này, nóc cục giữa này, quai sách anten đầy đủ các bác nhá. Đấy. Nóc loa bên phải này, đó. Đây là mặt loa đằng trước bên phải các bác nhá. Đấy, căng sắt vẫn đang còn đẹp, chữ Sony được mạ chrome còn sáng nhá. À, thân vỏ là hoàn toàn lành lặn, không bị dập vỡ, bẻ vỡ, hàn vá gì cả. Đây là loa bên trái nhá các bác nhá. Đó, chữ Sony này. Vẫn đang còn rất đẹp nhá. Căng lưới vẫn đang còn rất là mịn màng, không móp méo gì xét. Và đây là phần cục giữa. Phần cục giữa thì chúng ta sẽ để ý từ xa là cái phần chữ nghĩa này, nó đang còn đẹp đúng không ạ? Nó không bị mai, bị phai màu, phai mờ đi gì cả. Các chi tiết như là núm nút cần gạt này đều còn nguyên bản, không bị lai tạp. Đấy, còn zin. Đó, và hai cửa băng này rất đều nhau nhá. Và bàn phím này, phím cửa A cửa B này, đấy, nó rất là đều nhau, bằng chằn chặn luôn các bạn. Đó, hai cái chân này được mạ chrome màu vàng này. Đấy, nhìn tổng thể từ xa này, dòng đài này thì đặc biệt là cho chất âm rất là hay các bạn nhá. Và đồ thay thế sửa chữa dòng đài này rất sẵn đấy, nó rất là thông dụng, từ kể cả những dây cô loa bánh tì rồi một số các chi tiết khác, dây loa này, rắc line in này, rắc nguồn, nắp pin zin nhá. Anten đang còn đẹp này, anten zin luôn các bác nhá. Đó, và sau đây em Tuấn sẽ test này, test các chức năng của chiếc đài này nhá. Và trước khi đến test thì em Tuấn sẽ lại nói qua về phần chức năng sử dụng.
chúng ta sẽ có cái cần gạt chính nhỉ. Đó, cần gạt này quan trọng này. Chúng ta để ở chức năng băng cassette này, radio này, line này, để ở đâu thì chúng ta gạt ở đó nhá. Radio này. Trước khi từ line này, đó. Đúng không ạ? Bên này là băng tần của radio này, gồm có AM, SW2, FW1, FM. Bên này là dò sóng nhá, tuning. Đó, và đây là volume chính. Cái năm cái cần gạt đầu tiên này là cần gạt về cái những cái cần gạt về phần equalizer, có nghĩa là bát trung tép đấy, chúng ta chỉnh theo ý của tai của mình. Còn cái cần thứ 6 này là cần cân loa thì chúng ta để ở giữa nhá. Chúng ta để ở giữa để nó chạy hai loa. Đó. Để lên trên thì chạy loa trái, để dưới thì chạy loa phải. Đây là volume tổng này. Ở đây là phần tổ hợp phím bằng cassette cửa A. Đó. Đầu thư đang còn nguyên và đang còn khá là mới nhá. Bánh thì em đã thay bảo dưỡng hết rồi. Đó, chỉ việc chạy thôi. Cơ trước này đang còn rất sáng này. Đó, các bác nhìn này, chưa bị gì sét nhá. Rất đẹp. Đây là nút auto revert cửa A. Đây là nút về phần cửa B. Ok nhá, chúng ta sẽ test một đoạn liên khúc Tuấn Vũ này. Ngày xưa em nói em chỉ có anh thôi, không ai ngoài anh. Ngày xưa em equalizer cũng như là cân loa trái phải này đều hoạt động tốt hết các bác nhá. Anh đâu hay rằng mẹ quê hương không có thương, sống bồ về du giấc quê. Chế độ auto revert đang hoạt động tốt các bác nhá. Tiếng rất là to, rõ các bác nhá. Dòng 710 là một trong cái đài ở cái phân khúc tầm 3-4 triệu quay lại thì cũng khó chiếc nào có thể ăn được đôi loa của chiếc đài Sony 710 này. Tiếng nó rất là sáng và ấm nha các bác nhá, đặc trưng luôn. Buồn vui có nhau, về ngàn câu thương nhớ, xanh thắm màu nhớ thương. Anh đâu hay rằng mẹ quê hương sớm còn hắn nhiều cùng đường xanh hoa. Ok, và em Tuấn sẽ test qua phần radio. Chúng ta gạt nút chức năng lên trên nhé. Đó, là chúng ta dò sóng thôi. Đúng vậy. Dạ, để thiếp hỏi mẹ cha cho rõ ngày rõ tháng là. Dạ. Thì sẽ không xây dối với bà trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 1 năm nay. Nhưng bà xây hạt. Thế, con Hoa nó đi Hà Nội làm việc từ hôm nọ rồi còn gì. Ok, tiếp theo chúng ta test qua phần line-in. Chúng ta sẽ gạt lên trên cùng nhá. Đó, cái chức năng trên cùng nó sẽ là kết nối với các thiết bị phía ngoài. Rất là hay. Tan uất tâm tư
Vâng, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test chiếc đài Sony 710 ở đây vì thời gian cũng hơn 10 phút rồi. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 2 triệu 600 ngàn đồng, bao ship toàn quốc. Tặng các bác hai cuốn băng và một dây line-in, một dây nguồn đi kèm đài. Các bác về chỉ việc sẵn dùng thôi, đài được căn chỉnh cũng như là bảo dưỡng toàn bộ rồi. Chất âm hay, đài đang còn lành lặn, sạch sẽ, còn nguyên bản, khá đẹp nha các bác nhé. Và số điện thoại của em Tuấn để các bác chốt đơn 0822 111 444 nhá. Và ngoài chiếc đài này em còn rất nhiều các model khác của các hãng. Nếu bác nào có nhu cầu thì có thể theo dõi trong trang Zalo cũng như có thể gọi điện nhắn tin trực tiếp cho em sẽ báo giá cho các bác nhé. Hẹn gặp lại quý vị các bạn